Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại giới thiệu cổ Titan ha. Thì thông báo cho anh em luôn là cái form cổ Titan từ đợt sau mình cung cấp sẽ là như vậy này ha. Là đây, cổ CNC uốn không móp anh em ha. Thì mỗi hàn nó sẽ làm thưa ra để sau này anh em cũng muốn đánh bóng lại á, thì rất là dễ anh em ha. Hồi xưa làm mỗi hàn dày á, tuy là đẹp nhưng mà sau này muốn phục hồi cái cổ rất là khó. Bây giờ mình sẽ làm cái mỗi hàn kiểu thưa này ra. Đó. Nhưng mà để sẽ dễ xử lý hơn. Thì bây giờ bên nhà cung cấp á, người ta không còn khắc cái chữ lên nha anh em. Nên đây mình thông báo cho anh em luôn. Đây, bây giờ lại còn không còn khắc cái chữ lên trên này nữa. Đó, nên anh em mua cổ cũng thông cảm cho mình, đừng có thắc mắc cái vấn đề đó ha. Còn cổ thì mình vẫn đảm bảo cho anh em là đúng Titan 100%. Đây, cổ Titan. Và uốn CNC nha em ha. Là uốn không hề móp, không hề có một cái điểm móp nào trên cái cổ hết á. Đó. Là cổ không móp nha anh em. Đây, cảm biến bây giờ xử lý lại chất lượng hơn. Đó, và đặc biệt là cổ uốn rồi lại không móp. Thì khi mà anh em đi một cái cổ bô á, mà uốn không móp á, thì xe nó không sẽ không có bị bóp hơi nha em ha. Có nghĩa là sẽ không bị bóp hơi máy. Bình thường anh em đi cổ móp á, là hơi máy là lực khoảng 11-12 kg, đẩy xuống đây, bị móp đây, bóp đây một cái, bóp khí một cái, xong chạy xuống đây bóp thêm một cái nữa, là tự nhiên cái xe nó sẽ mất cái độ ngọt ngào của cái xe luôn. Anh em phải tưởng tượng giống cái vòi nước vậy đó. Cái vòi nước mà khi anh em đang chạy mà bị bóp hơi như vậy á, thì sẽ bị dính trưởng liền. Thì nếu mà lô sau nếu mà mình có khắc chữ thì mình chắc mình sẽ gắt khắc cái logo lên đây nha em ha. Đó, khắc logo lên đây mình sẽ cách điệu cho đẹp cho anh em, một số anh em mà thích đó, thì mình sẽ khắc cái logo lên cho anh em luôn. Đó. Này, đúng Titan. Thì khi mấy cổ này anh em chạy thì nó sẽ lên màu từ dưới lên trên luôn. Đó, nó sẽ lên full màu luôn. Còn anh em nào ở nhà riêng thì lấy mấy khò lại ha. Đó, đây, đây là cái mối hàn mũi tên anh em ha. Đó, mối hàn mũi tên. Rất là đẹp. Thì hiện tại bây giờ bên Trọng Tín Shop có sẵn cổ cho Rider Sonic Winner. Mình có để link Shopee ở phía dưới nha. Cái link phía dưới video này luôn ha. Anh em có thể bấm vô link video để đặt hàng nha. Có 3 loại. Cho Rider Sonic Winner và S150. Sonic Winner và Winner đời đầu và Winner đời sau á, là đều xài chung hết anh em ha. 3 xe. 3 xe là xài chung một cổ nha. Còn S với Rider là riêng. Này. Đây thì cảm biến trên này, ẹt thì không có cảm biến trên cổ anh em ha. Thì cái form ẹt mình sẽ cập nhật hình ảnh ở phía dưới luôn. Đó, cổ rất là sắc sảo. Anh em sĩ lẻ có nhu cầu mà làm đại lý cho Trọng Tín Shop thì vui lòng liên hệ mình theo số điện thoại này ha. Đây, mình thường xài số này nhất ha. Đó, cổ bô thì nói chung là có đầy đủ hết. Số lượng của bên mình thì không có thiếu đâu. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Hàng là luôn có sẵn. Thì mình là chủ yếu cung cấp cổ cho 3 dòng chính thôi. Đó, Rider, Honda Winner Sonic và S150. Cổ thì mình bao cho anh em là cổ đúng chất lượng ha, chứ không phải là cổ tào lao đâu. Tất cả là đều uốn CNC hết. Đặc biệt là uốn CNC không móp ha. Tất cả các loại cổ bên mình đang bán. Đây mình bán mình rất là kỹ cái cổ móp, mình không có bán cái loại đó ha. Rồi xin cảm ơn anh em. Nếu có nhu cầu mua cổ thì link bên dưới đặt hàng ủng hộ mình ha. Rồi xin chào anh em.